Trong video này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khắc phục lỗi video không chạy được trong phần mềm ôn tập mô phỏng 120 tình huống giao thông. Ví dụ như khi các bạn khởi động phần mềm ôn tập mô phỏng lên, các bạn bắt đầu tập thực hành thì nó sẽ như thế này. Ví dụ như mình sẽ vào một cái trường hợp đầu tiên chẳng hạn. Khi các bạn bấm nút play, đúng ra như bình thường là nó phải hiện ra 3, 2, 1 rồi video nó bắt đầu chạy. Nhưng các bạn bấm nó cứ như thế này thôi, nó chỉ là một màn hình đen, nó không chạy. Thì trong trường hợp này cách khắc phục nó cũng đơn giản thôi chứ không có gì phức tạp. Nguyên nhân dẫn đến cái việc này là do trong quá trình mà các bạn cài đặt phần mềm, vì lý do nào đó mà các bạn đã nhấn nhầm hoặc là bỏ qua cái bước cài đặt phần mềm Kalai Codec, nó tích hợp đi theo bộ cài đặt phần mềm ôn tập mô phỏng này luôn. Vì lý do nào đó mà các bạn bỏ qua cái bước đó thì không sao, nếu như các bạn lỡ bỏ qua cái bước đó thì bây giờ mình sẽ cài lại thì nó sẽ phát được thôi. Như vậy đầu tiên các bạn hãy tắt cái phần mềm này đi. Các bạn hãy quay lại cái bộ chứa file cài đặt và các bạn tải về. Nó nằm trong cái mục download mà hôm trước mà mình hướng dẫn cho các bạn. Thì các bạn hãy mở cái hư mục mà các bạn đã giải nén ra rồi á. Đây là cái file mà mình tải về ban đầu. Sau khi các bạn giải nén xong nó sẽ ra một cái hư mục này. Thì các bạn hãy mở lại cái hư mục đó. Sau đó các bạn hãy mở tiếp cái hư mục này. Trong đây các bạn thấy có hai cái hư mục. Một là hư mục Kalai Codec Back và bên dưới là Microsoft Visual. Thì các bạn nhìn vào cái hư mục tên là Kalai Codec Back là hư mục trên cùng chỗ này đây. Các bạn mở cái hư mục này lên. Sau đó trong đây sẽ có một cái tập tin. Thì các bạn sẽ tiến hành cài đặt cái file này. Thì các bạn hãy click chuột phải vào ngay cái file luôn. Các bạn chọn Run as Administrator. Sau đó các bạn bấm Yes. Mình sẽ hu cái này xuống đi cho các bạn dễ nhìn. Tới bước này thì nó hỏi mình có muốn kiểm tra cái phiên bản mới hay không thì các bạn bấm vào chữ No. Bước này các bạn để nguyên như vậy, các bạn bấm chữ Next. Bước này các bạn cũng để nguyên như vậy, các bạn bấm Next. Bước này các bạn cũng để nguyên như vậy, các bạn bấm Next. Bước này các bạn cũng để nguyên như vậy, các bạn bấm Next. Bước này cũng để nguyên như vậy và các bạn bấm Next. Tới bước này thì các bạn có thể chọn cái ngôn ngữ là tiếng Việt bằng cách là bấm vào cái mũi tên chỗ này. Các bạn kéo xuống bên đây. Các bạn để tiếng Anh cũng được, nhưng mà các bạn thích tiếng Việt thì các bạn chọn tiếng Việt như thế này. Sau đó các bạn bấm Next. Bước này thì các bạn cũng để nguyên như vậy luôn, các bạn bấm Next. Và tới bước này thì các bạn bấm chữ Install. Khi các bạn thấy màn hình xuất hiện ra cái chữ Done là các bạn đã cài Kalai Codec Back thành công. Các bạn bấm vào chữ Finish ở đây. Nó hiện ra cái trang web này thì các bạn có thể tắt nó đi. Bây giờ các bạn mở phần mềm ôn tập mô phỏng lên, nó sẽ không còn báo lỗi nữa. Thì mình sẽ mở lên để kiểm tra lại cho các bạn xem thử. Mình cũng vào lại một cái tình huống nào đó, mình tình huống bất kỳ luôn đi. Ví dụ tình huống 44 này chẳng hạn, mình bấm Play. Thì như các bạn thấy, nó đã hoạt động lại bình thường, không còn phát sinh lỗi gì cả. Thì cái cách khắc phục lỗi video không chạy trong phần mềm ôn tập mô phỏng nó chỉ có đơn giản như vậy thôi. Hy vọng rằng video này sẽ giúp ích được cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.